Giả sử như là các bạn đang là quản lý lãnh đạo trong một tổ chức và các bạn thấy tất cả những cái gì mình chia sẻ nãy giờ nó hay và bạn mong muốn triển khai cái chương trình đào tạo nội bộ bên trong tổ chức của mình. Thế thì how, tức là bằng cách nào để mà những cái nhà quản lý và lãnh đạo như các bạn đang xem ở đây có thể tạo điều kiện cho chương trình giảng viên nội bộ có thể gọi là vận hành, phát triển, tồn tại và duy trì bên trong tổ chức của mình, thì các bạn có thể lưu ý một số điểm như sau. Thứ nhất, đầu tiên chúng ta cần phải có sự hỗ trợ, tính cam kết, thậm chí là làm gương của đội ngũ lãnh đạo. Cụ thể thì đội ngũ lãnh đạo cần phải là người khởi xướng ra cái chương trình giảng viên nội bộ, phải là người tạo ra những cái hành lang pháp lý về quy trình phù hợp để mà tìm ra, tuyển chọn được những người giảng viên nội bộ và cho họ có cơ hội để mà thể hiện bản thân mình. Thậm chí là phải thiết kế ra những cái chế độ lương thưởng, thậm chí là phải tự làm gương, tự xung phong, trở thành một cái người giảng viên nội bộ đầu tiên trong cái đội ngũ giảng viên nội bộ của công ty. Khía cạnh thứ hai là tính cam kết của bộ phận Learning and Development, bộ phận học tập và phát triển. Tại vì sao? Tại vì khi mà một cái kế hoạch, một cái chiến lược được làm ra thì chúng ta sẽ cần có người phụ trách, và việc mà tổ chức những cái người giảng viên nội bộ này thì chắc chắn là nó sẽ là thuộc cái phần trách nhiệm phụ trách của đội ngũ Learning and Development. Chúng ta cần phải thể hiện được cái sự cam kết, giao thêm công việc, mở thêm cái mô tả công việc cho đội ngũ Learning and Development để có thể là đảm nhiệm tốt cái vai trò tìm kiếm, phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ của doanh nghiệp. Khía cạnh thứ ba là chúng ta cần phải có cơ chế khuyến khích, thậm chí là phúc lợi khi mà những cái người tham gia chương trình giảng viên nội bộ trên the trainer của chúng ta. Ví dụ chúng ta sẽ có những cái khoản phúc lợi nhỏ khi mà người giảng viên nội bộ đứng lớp cho công ty hàng tháng chẳng hạn. Đó là những cái ghi nhận nó rõ ràng, nó cụ thể nhất. Hay là khi mà kết thúc một cái quý thì chúng ta sẽ có vinh danh những cái người giảng viên nội bộ xuất sắc đóng góp vào việc là giảng dạy, chia sẻ kiến thức cho công ty, mang lại những cái hiệu quả tích cực cho công ty. Đó thì đó là về cái cơ chế hỗ trợ. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải xây dựng văn hóa khuyến khích học tập và phát triển những tổ chức và những cái cơ chế hỗ trợ cụ thể để mà những cái người mà giảng viên nội bộ này không chỉ là được tạo điều kiện bằng văn hóa học tập và phát triển mà còn được sự ghi nhận của chính những cái thành viên trong tổ chức, không chỉ là về mặt vật chất mà cả về mặt tinh thần, những cái lời khen ngợi, động viên, những cái buổi trao giải ghi nhận cho những người giảng viên nội bộ này. Thì khi mà chúng ta làm đủ những cái cơ chế này á, thì chúng ta sẽ tạo được một cái môi trường nó phù hợp để mà chúng ta có thể thiết lập, tạo ra những người giảng viên nội bộ, duy trì được cái đội ngũ giảng viên nội bộ và khuyến khích mọi người tham gia, ủng hộ cái chương trình đào tạo nội bộ của công ty.